Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Hổng rất là nhiều anh em hỏi cái tùng kim cương ruột đỏ lá nhỏ này nè, sai nhỏ này luôn nha. Nó kim cương ruột đỏ là ra đọt non nó sẽ đỏ giống như thế này nha bạn. Cùng già nó sẽ xanh nha. Nó ra đọt non là nó sẽ đỏ. Đây em bán chuẩn giống nên anh em cứ an tâm nha. Nó già nó sẽ xanh giống như thế này nè anh em. Nó giai đoạn nào em sẽ gửi giai đoạn đó thôi. Đó, cây này thì rễ ổn định hết rồi. Cao khoảng 10 cm nha. 70k một cây giống như thế này. Nó ra đọt non nó sẽ đỏ. Nó gần già nó sẽ giống như thế này anh em. Đó, nó mới nhú đọt non nó sẽ đỏ nha, còn già nó sẽ xanh. Đó, già nó sẽ xanh bình thường giống như thế này nè. Nó tùy theo thời điểm giai đoạn già em sẽ gửi giai đoạn già nha. Anh em về trồng mà ra đọt non nó không đỏ em hoàn tiền gấp đôi lại cho anh em nha. Đó, anh em cứ vào, anh em muốn biết địa chỉ em thì cứ vào Google Maps search bonsai Tiền Giang là thấy địa chỉ nhà nha anh em. Đó, nhú đọt non nó sẽ đỏ giống như thế này. Đó, anh em có nhu cầu cứ alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872 nha. 70k một cây nha anh em. Đó. 5 cây trở lên em bao ship nha. Mua từ 5 cây trở lên em bao ship, còn dưới 5 cây thì anh em cộng thêm 40k tiền ship nha. Đó, anh em mua 5 cây là em bao ship cho anh em luôn.